Bao nhiêu lần rồi, cái chỗ nào anh không phải tiêu tiền á thì đó là quê hương của anh. Đừng làm mất đi chữ quê hương Bình Định của anh, em hiểu không? Anh Tiến à, không dừng mà anh nói cái da nữa này, đây là cái tre này. Chua đây, chấm muối với lại mắm thôi. Xin chào các bạn nha, hành trình tiếp theo của tụi mình sẽ đi Kỳ Co nha. Giờ là lên cano đi cùng đoàn, đi luôn, đi ra Kỳ Co, đi tầm khoảng 15 phút bằng cano. Biển rất là đẹp. Ở phía đây là FLC này, nó mua hết khu đề này. Bên kia là có xì gió, thì chiều nay là mình sẽ quay ở có xì gió này. Và tượng Phật là chiều nay mình sẽ quay luôn. Hôm nay em 20.000 đôi này. Không. Lên lên, đi. Đi vậy. Hồi nãy ra rùa. Đây nó mới dướng luôn á. Ủa, cái đây chiều nay bay đẹp á. Ui trời ơi. Mũ bay luôn á. Đang đi tàu siêu tốc. Mình đứng á là bên đó là bên Bắc, còn đây là bên Nam. Đó là cách mà gọi dân gian, gọi kiểu như gọi ở quê á thì gọi đó. Đây nè các bạn, bây giờ là đã đến, đã tới Kỳ Co rồi các bạn.
chỉ là một cái bán đảo nhỏ, nói chung nó nằm trong cái quần thể của Nhân Lý, và nó được FLC là mua đứt luôn rồi các bạn. Mua nói chung là cũng không hẳn là mua đứt, mua 50 năm, 70 năm gì đó. Nên đây là khi mình vào đây á, là mình sẽ tốn tiền vé chứ không phải là vô free. Nhưng nó vẫn cho người dân địa phương, có nghĩa là mình gốc ở đây thì mình sẽ không được tính tiền, còn những khách du lịch sẽ được tính tiền. Thì tí nữa là mình sẽ quay một vòng, quay cho các bạn xem và chơi súp luôn. Bạn xem một cái nước rất là xanh luôn này, xanh ngắt. Cảm ơn đi đâu với chú. Rồi 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 rồi, có đây rồi. Đây nước xanh lẹo này, coi này. Thấy chưa? Họ bảo nước trong quán có cá ở đây, cá đầy sao lắp lay vậy? Đây. Đây. Đẹp không? Quá đẹp như thiên đường luôn chứ. Cameraman đề nghị lưa tới mấy chị em phụ nữ nhiều tí. Coi này. Dù lượng này. Đây chưa? Bây giờ mà thấy nó bật thẻ đi dưới kia. Như thiên đường luôn Trinh. Cho thuê lại tròi 2 sỉ đây. Cho thuê tròi không? 1 sỉ thôi. Đào giá thì rất nặng, phải 50 thôi. Bây giờ anh em mình sẽ đi về. Cái nhiệm vụ của anh Dương ngày có nhiêu đó không mà không làm được thôi, làm chi? Nóng quá. Trên phê không Trinh? Chúc. Muốn đi nữa không? Phê không? Đẻ không? Tí nó vô cái đẻ lắm. Nóng giảm ăn. Nóng quá. Đây không bao giờ mở cái ngày được. Trời xí là đuối liền. Bên kia nước nó có đẹp mà không quay được à. Đoàn chúng tôi biết. Đoàn mình bây giờ là sẽ đi về lại khu lạnh san hô và tiếp tục cái hành trình ngày hôm nay nha các bạn. Bạn nào mà có nhu cầu mà đi kỳ co hãy liên hệ nhà hàng Hồ My nha, du lịch biển đảo, có số điện thoại là 0982366056 nha, nhà hàng Hồ My nha.
đi đi đi, mấy anh em đi đi. Đây, đây là thằng bạn rất là thân. Lên đây, thôi đi học. Đi lên đây. Đi luôn. Đi chơi đi, chơi đi. Đi mấy lo tha gì mà lo. Đi. Đồng bà mũ, bà mũ, bà mũ ra, bà mũ ra. Bà dép, bà mũ. Quá phê luôn. Cường, lạnh san hô, đẹp lắm. Dưới san hô không à? Ngược lại, ngược lại, ngược lại, cầm ngược lại, cầm ngược lại, đúng rồi. Oh.